này thì anh em cứ chơi hết gà hết số cũng vẫn vô tư, bởi vì cái nội thất nó kinh khủng luôn anh em ạ. Hai tản nhiệt hai bên ghép với nhau, 8 con sò xanh đen, hai tụ lọc này, cao vút chỉ luôn. Đó, nguồn to, một xuyến. Thấy uy lực của dòng đề nông mặt trắng chưa? Những con đâm ly đề nông mặt trắng từ những mã 530, 540 rồi nó có rất nhiều mã, con nào đánh cũng cực kỳ ấn tượng, nó chỉ khác nhau về độ khỏe hay không thôi. Hôm nay cửa hàng lên sóng giới thiệu anh em một mẫu đâm ly đề nông mặt trắng, đó là đề nông PMA 770. Báo giá luôn cho anh em tiện theo dõi, 7.500.000 đồng giá tại cửa hàng. Một con đâm ly đánh tuyệt vời luôn, đánh các loại loa, loa Nhật, loa Mỹ, loa châu Âu. Anh em có thể liệt kê những dòng loa bass 30-35 đánh thoải mái luôn anh em nhé. Chẳng hạn những dòng loa của Onkyo Diatone, Yamaha, hoặc dòng loa JBL, Sekvin Vega, loa Bow 601, 501 với con đâm ly này. Đánh bạo lực luôn, đánh khỏe như vâng. Với một đôi loa bass 35 của dòng Diatone, nó chỉ ra tiếng luôn. Phải nói là có những cái gì của cái đôi loa thì nó khai thác được hết, bởi vì con âm ly nó quá căng luôn. Size là 43,5 anh em nhá, 43,5, chiều cao là 13, chiều sâu thì nó cũng phải cầm gần 40 đấy. 38, cả núm cả cọc loa thì nó phải 40. 7.500.000, hàng bãi zin đẹp xuất sắc luôn, anh em có thể thấy mặt tiền đẹp xuất sắc luôn. Thiết kế chạy hai cầu loa A cộng B, có bát chép này, có tông nhạc này, có lao lớt này, đường vào tín hiệu AUX này, đó, volume cân loa. Dòng mặt trắng thì nó có thiết kế na ná nhau, gần như là anh em nhìn qua có cảm giác là nó như giống nhau, đúng vậy. Nó chỉ khác nhau về cấu tạo sò, nguồn, tụ và công suất. Con này 100V 290W, siêu khỏe luôn, 272 số series, đường phono mạ vàng. Anh em lưu ý nha, những dòng loa gấu, Sekvin Vega, loa Bow đánh vào tẹp bô luôn, JBL. Còn những dòng loa Nhật kia thì khỏi phải nói luôn, trở kháng từ 416, đẹp long lanh. Còn ông đi mặt trắng. Chiều nay không có em, gió mưa về nghe thương nhớ thêm. Làm sao anh biết tên, chút kỷ niệm sao em nỡ quên. Về trái loa. Được. Em chẳng bên phải loa. Để anh nghe xót xa mối duyên tình của hai chúng ta. Tuyệt vời luôn. Cửa hàng sẽ mời anh em xem chút nội thất, cho nó mở ra đẹp nguyên chất bãi luôn. Bụi còn chưa lau anh em nha, bụi chưa thủ luôn. Anh em có thể thấy độ ngất ngây của nó luôn. 8 sò, 2 tụ lọc. 2 tụ lọc cao lừng lững này, anh em thấy đây. Cao như hai cái cột luôn. Đây là một con đâm ly đề nông rất khủng về cấu tạo anh em nhé. Thường dòng đề nông những cái dòng kiểu PMA như này thì thường cấu tạo nó cũng bình thường thôi, nhưng mà cái nội lực của nó đánh khỏe kinh điển luôn. Anh em có thể biết nhớ đến những dòng đề nông 940, 930, nó cũng cấu tạo hệt như này, nhưng nó đắt kinh khủng luôn, mười mấy triệu bảng. Nội thất
thất rất ấn tượng với một con đề lông khủng, hai trụ lọc cao lực lưỡng, cuộn xuyến to, hàng bao zin bao hoạt động ok hết cho anh em. Sở hữu con Dermy này thì ghép loa rất đơn giản anh em nhé, bởi vì nó cực kỳ dễ ghép loa. Chẳng hạn những cái dòng loa gấu của Nhật hoặc dòng loa của Mỹ, sạc Vin Vega hoặc JBL, Bose 501, 301 rồi 601 đánh được hết con này. Nó quá khỏe luôn. Đang táng vào bát 35, hát karaoke ok anh em nhé. Bát chép lao lướt đầy đủ luôn, 290W cơ mà. Còn âm ly để đâu quá ngon luôn, 272. Ok, xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em. Minh Outer Đông Hà Nội, 7.500.000 giá tại cửa hàng. Một mức giá quá tuyệt vời cho một con âm ly khủng.